hiện giờ cái cảnh tôi khổ như vậy vì con cái. Xin cho tôi nợ lại đi, tôi không có giật đâu. Một ngày nào tôi sẽ trở về quê, tôi trả cho các người. Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả đang xem cơ Hoàng Xanh, hai anh em Hoàng Xanh với Hoàng Anh đã băng qua mấy cái cánh đồng luôn và mấy khu rừng của chú anh chị, của chú anh chị thấy không? Ở ngoài kia xa là rừng tràm không ạ? Để tới đây là tìm hiểu một hoàn cảnh của một hoàn cảnh gọi Xanh rất là nhiều lần. Và anh ấy nói là vì cái hoàn cảnh khó khăn thế nào đó mà anh ấy là phải đi vào cái khu này. Khu này gọi là tạm là khu rừng tràm, khu lung á, để mà trú tạm ở nơi này. Thì bây giờ để biết hoàn cảnh thế nào thì Xanh mời tất cả các chú anh chị tạm gác lại những cái mệt mỏi của Xanh với Hoàng Anh để vào thăm gia đình xem hoàn cảnh thế nào. Mời cả nhà mình ạ. Rồi chào anh nha. Rồi vậy. Rồi chào các con. Rồi. Mấy hôm rồi thì thấy anh gọi quá trời luôn rồi em mới gắn tới, nãy giờ băng qua mấy cánh rừng luôn á. Sao mà mình ở đâu sâu dưới đây, đây là đất mình, ở đây là sao vậy anh? Không. Tôi ở Cần Thơ. Cái chú chủ nhà ngang đó, đó. Chú mới thấy đầu tiên mướn nhà, xong rồi cái ra cái mới chú thấy khổ, chú kêu dựng cái này lên ở đi. Sao quen được chủ nhà anh? Cũng ở đây là quê của anh vợ. Quê của vợ hả? Vợ của anh, vợ anh nhiêu tuổi đây? Chị nhiêu tuổi chị? Anh cứ ngồi đó đi. Ra đây Trang. 34 tuổi, chị tên gì? Em tên Trang. Chị Trang 34 tuổi, rồi anh tên gì? Nguyễn Văn Hiền. Anh Hiền, Nguyễn Văn Hiền bao nhiêu tuổi? 40 tuổi tỵ, 77 á. Dạ. Anh chị lấy nhau lâu chưa? Thấy đám cưới kìa mà ngày hôm nay là 4 đứa con lận. Ngày là 25, phải ăn ngày 27, 29, 221. Giờ đang mang bầu kìa. Lấy cái ủa, giấy. Ủa bầu nữa hả? Lấy cái siêu âm cho anh Sánh coi. Không sao. Không, đưa cho anh coi luôn đi. Vậy là ngày nào không? Nghi nó bình thường không có gì hết. Cái mới đi siêu âm cái 12 tháng. Mỗi lần đi ra phải tú ở ngoài thị xã mà. Thị xã mới có cái này. Thì cũng ngoài kế hoạch nè. Ủa, mình ngoài kế hoạch một lần rồi, tại sao mình để ngoài kế hoạch một lần nữa vậy anh? Anh Hiền, tại sao mà một đứa kia là nó vỡ kế hoạch, sao đứa nào để mình không có? Tại cái đứa này thì nó cũng có triệu chứng là biết sớm, biết cũng có. Cái này không có luôn nè. Người mới không biết luôn nè. Rồi, vậy thì là coi như là bây giờ là anh chị là có thêm một đứa là 5 đứa. Vậy thì cho em hỏi là anh chị có vẻ như anh chị còn rất là trẻ và rất là sức khỏe còn tốt. Và khi mà em thang ngồi đây là cái đây là một cái chỗ là gọi là cắt tóc, giác hơi nữa kìa, giác hơi cào gió, chạy xe ôm. Rồi ở đây là coi như là làm tóc, làm nail đó nè cô chú anh chị, đây làm nail đó nè. Rồi lột mụn nè, làm móng nè, xương gen nè, gội đầu nè. Ủa vậy là giác hơi nè. Vậy thì anh chị có nghề nghiệp như vậy, có sức lao động như vậy, tại sao mà anh chị lại gọi em tới giúp? Chính vì con đông nè, tới nhiều khi khách làm rồi cái nó dướng bận. Nãy chân có nói là cái vô là cái đường sâu đi qua mấy cánh rừng đó. Đúng rồi. Trong đây chân nãy giờ nhìn thấy có nhiều nhà không? Ít nhà. Tại sao mà anh chị là bây giờ em nói là anh chị nói là do một cái hoàn cảnh anh chị từ Cần Thơ xuống đây ở. Nhưng mà cho em hỏi là mình có nghề có nghiệp ổn định, mình còn trẻ, tại sao mình phải chạy từ Cần xuống đây? Mình có thể mình làm trên Cần Thơ có tiền nhiều hơn chứ. Từ khi ghi hình tôi nói với mấy chủ nợ. Tại vì quá rồi tôi mới là sao mình... là sao anh muốn nói với ai? Không. Anh nói với những người chủ nợ của anh à. Rồi anh cứ thể chia sẻ đi. Tức là lúc trước đó, tôi khổ, tôi định thi chương trình hát nải ước mơ. Mà tôi sợ lên hình. Rồi sao? Lên hình thấy. Rồi. Nợ nần tôi thiếu sao đen á. À. Chú sao mình đâu cũng khuyên đó. Nó lên hình là coi chừng nó kiếm mày đó, nó chém cho. Vậy thì vợ chồng anh chị có nghề có nghiệp còn trẻ, tại sao mà mượn tiền đến nỗi mà mượn tiền anh chị xã hội vậy? Tôi dẫn tôi mướn nhà, tôi đâu có nhà. Rồi nếu mà mình phải có nhà mình mới đi vay ngân hàng được. Tôi đâu có vay. Rồi những lúc khổ, lúc sanh những đứa này ra tiền ở đâu sanh? Vậy là vay anh em xã hội. Rồi vay hết bao nhiêu tiền để anh em xã hội siết người ta? Vậy là anh chạy. Vậy là có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chạy trốn giang hồ xuống đây. Trốn giang hồ xuống trong rừng này để mà trốn nợ. Covid là một phần nữa.
là trốn tới giờ luôn. Rồi anh em xã hội có tìm tới anh không? Có thấy anh đây nè? Trốn ở đây sâu không ai biết. Chú anh chị xanh có mang bánh cho mấy đứa nhỏ để cho con anh ăn nè. Thấy con anh còn nhỏ, anh có gửi hình trong Zalo. Rồi xong rồi cho nó ấy được, rồi anh sẽ ngồi nói chuyện. Anh em vẫn còn thắc mắc là anh chị có nghề nghiệp làm với Cần Thơ mà cớ tại sao mà anh chị là xuống đây? Nhà rất là cao xanh ơi. Bởi vì tôi quay hình gắn. Tôi nói hiểu cảnh tôi gì, có thể tha cho tôi. Tại vì khi mà trong tôi đi trong đêm vậy là tôi biết cũng mấy lần cũng ấy lắm. Tôi dám đối mặt với này là tôi đối mặt với cái người quê tôi đó. Xin hãy tôi không phải tôi không trả mà để cho tôi đang lưu lạc vì đông con quá, hiện giờ cảnh giờ tôi phải lo cho con trước. Rồi khi mà tôi mà sau này mà dù tôi mán tôi bằng ăn, tôi có tiền con tôi lớn thì tôi cũng sẽ chở về tôi trả, chứ không thể nào mà không trả được, đúng không xanh? Trời, tôi đem tôi phọc phòng nó xanh. Nhưng mà anh thiếu nợ anh em xã hội bao nhiêu tiền lắm mà anh phải trốn từ Cần Thơ vô trong rừng vậy đó anh? Tới mười mấy triệu, chứ còn xét ra nó tính giờ mình tính lên tới hai mấy ba chục triệu rồi đó. Thiếu ba hai mấy ba chục triệu? Không, nó lên cái lãi đó. Được cái lãi nó bao nhiêu? Nói là gốc bao nhiêu, lãi bao nhiêu? Không phải khi nó điện á, tức là nó nói xanh ha, tức là thiếu nợ đó thì tính từ cái đó, nhưng mà vẫn tính lãi tới khi mày vốn nha. Mày về mày phải trả đủ cho tao. Nhưng mà cho em hỏi hồi đó anh vay bao nhiêu? 1.200.000 rồi có khi 5 triệu. Vay bao nhiêu triệu tổng cộng? Tổng cộng là 10 triệu. Hồi đó anh nhận tiền gốc bao nhiêu? Đầu tiên là có 2 triệu, cái mình mượn thêm. Cứ có con. Thì bây giờ anh tổng thể đi thêm bao nhiêu? Thì khi tôi đi là mười mấy triệu đó. Mười mấy khi triệu tiền gốc không? Mười mấy triệu. Rồi tiền lãi thì bao nhiêu? Nó trả là mấy năm á, mấy năm tôi đi nè. Là nó tính cứ ngày người 20.000, người 30.000. Nó một mình lên nó đâu có cho mình mượn nhiều xanh. Tức thằng sáu đen kia dù 1 triệu 2 triệu tại mình không có nhà cửa đó, muốn nhà. Còn người kia 1 triệu 2 triệu gì đó. Nó gì đó. Vậy là hồi gần nhất một đây có ai gọi điện cho anh để mà đòi anh kêu anh thanh toán không? Đấy nhất là gọi điện không? Tôi bỏ cái sim. Khi những cái tôi mượn 3-4 người. Khi mà tôi trốn đi đó thì nó có điện, lúc mà nó có điện mình nghe máy. Mày đi thì tính từ cái ngày đó tính khi mày về là mày giống như 1.200.000, cứ tính tới vậy đó. Sáu đen xanh biết mà, 1.200.000, có người 1.300.000. Hà Nội đó xanh, cái thời lúc mà bùng nổ ở Hà Nội đó, người Hà Nội vô cho dây đó. Chính vì vậy lặng lẽ trong đêm chứ sao giờ nó, tại không mướn nhà, rồi không có, rồi cái phải trốn đi, rồi lại xanh tới đứa này nè. Xanh đứa rồi, này. Rồi. Anh quen với chủ nhà này sao mà trong khu rừng này sao mà cho anh tới? Cái này là quê vợ. Quê vợ. Chú nó cũng biết là cha vợ, tại nhà trong vợ cũng không có đủ. Nhà cha vợ ở đâu? Cha vợ phía trong rừng trong đó. Trong rừng luôn hả? Bữa sau mình không đi ở đất cha vợ, đi ở đây. Không có đủ đất để cho ở. Không có đủ đất luôn. Rồi một cái miếng nhà. Từ đây qua cái cánh rừng sát bên hồi nãy em băng qua mấy cánh rừng đó. Đi vô cây cầu đó nữa, vô sâu nữa. Vô sâu nữa. Gần. Rồi bơ vê gốc ba mẹ ruột anh đâu? Đó, ba mẹ trên bàn thờ. Ba mẹ mất ba mẹ chết sớm lắm. À. 40 mấy tuổi với lại sao mà sao. Rồi anh sao em ruột thì sao? Hai đứa ở Vĩnh Long cũng ở nhà trọ luôn. Ở chỗ Bình Minh cái dồn. Nhưng mà sao mà tổ tiên gốc gác của mình thế nào mà mình thấy không có bà nội không có hương đất hương quả gì anh? Không, bà nội không có. Người là mấy đời luôn hả? Tức là bà nội có nhà chết rồi là ba mất là mất phần chú với khiếm ở. Thì ở đó ở chảnh là giống như là đầu tiên là ở đậu. Ở đầu mới cho vô hộ khẩu để ấy, để cho mấy như mình có tá túc. Xong cái tới chừng có vợ đi ra muốn nhà riêng. Vậy là mình đi Cần Thơ là mình trở thành người vô gia cư luôn. Chỉ đi là thuê nhà ở thôi. Từ ở chảnh là đã vô. Vậy thì anh chị lúc mà chưa có con, anh chị không có đi làm thuê mướn ai hay là làm nghề có tiền hả? Con người mình sẽ có những cái lúc thịnh chứ, lúc mà phất rồi đó. Không làm có tiền dư hả? Cũng có nhưng mà nhờ mà mướn nhà mà xanh. Mướn làm gì mỗi tháng bao nhiêu? Cũng là hớt tóc nè. Tóc rồi hả? Một tháng bao nhiêu cũng tiền? Tóc. Một cái nhà là chảnh là khoảng tầm 1.000.000, có người gã thiện 1.000.000. Nếu mà chân 1.000.000 thì trong hẻm, xanh mướn trong hẻm thì nó làm ít khách hơn. Ở ngoài thì khoảng 1.500.000, 2.000.000. Nhưng mà mình không nổi thì mình mướn trong cái nhà nhỏ. Ồ, vậy là bây giờ là anh chị ở đây bao lâu rồi? Từ trước dịch hả? Cũng được mà. Cũng được mấy một năm hơn, gần 2 năm. Hai năm là cũng gần vừa dịch xong ha.
Rồi bây giờ mình ở đây mình tính ở tới bao giờ, hay là mình ở tạm một cái dự định gì tư cho gia đình không? Là đất của chú này nhưng mà nó thuộc về đất của rừng. À, em thấy cái video mà anh gửi cho em là hình như là anh có quay, anh tự quay á. Anh tự quay đúng không? Nha. Anh tự quay, anh kêu mạnh thường quân nào giúp cho anh cái gì kêu. Đây nè. Vậy là anh chỉ cho con anh nói chuyện hay sao nè? Thì đó. Thì lần trước là được anh cũng giúp đó. Con mạnh châu su nè. Vậy anh cũng quay nhiều lần ha. Anh Trung quay kêu quay để đưa cho anh Trung á. Biết rồi, nhưng mà hình như là anh quay cho ai tên gì, người ta có cho gạo thóc đó nè. Ở đây chắc có người tới giúp anh là đúng không? Có cho gạo. Lúc mà dịch bệnh á. Cho gạo đồ, có cái hình đăng đó. Người ta cho gạo. Là có mạnh thường quân chưa giúp phải không? Chỉ cho gạo thôi mấy mùa dịch á, mùa dịch á. Chỉ cho gạo thôi. Lúc mà dịch người ta cho gạo nhiều lắm. Với được cũng được, lâu lâu cũng bà con này nè. Đồ cho nhu yếu phẩm quá trời nè, không? Rồi xong rồi. Là cũng được giúp đỡ phải không? Cho gạo, cho thóc, nhu yếu phẩm nè, phải không? Đúng rồi. Đó hồi mùa dịch á. Vậy là hồi nào? Mùa dịch bệnh đó. Rồi ở đây có kênh YouTube nào vô quay giúp anh không? Có một kênh rồi. Rồi, để đăng lên một ngày. Rồi, cái tôi sợ nợ quá. Tối vợ chồng tôi nó chết rồi. Chứ chú chủ ngôi nhà, tôi nói không được nha. Nợ nó tính kiếm là chết nha. Cái tối là ví dụ có, thì tôi đóng cửa. Có số xăm lầm, để mà có số xăm lầm thì tôi núp trong đó. Vậy hả? Tôi sợ, trời ơi nó âm. Cho em hỏi là anh lấy can đảm nhưng mà anh lại gọi em tới. Tại vì bữa trước anh sợ mà xong bữa nay không sợ nữa. Tại vì vợ tôi đang mang bầu sắp tới nè, không có tiền sinh. Rồi cái tôi lấy can đảm cũng kệ đi, chắc nợ thấy mình chắc họ cũng ấy, họ thấy giờ về giờ họ đòi cái gì giờ, tôi vì con, vì cái đứa nhỏ sắp chào đời. Thấy chị cũng còn sáng láng thì thay vì chị không đi làm thuê đi, lúc ví dụ lúc chưa mang bầu có đi làm thuê vòng vòng vậy không? Tại nhà có làm móng mà làm móng giả mà không đủ sống, bốn đứa con không đủ sống, không đủ đâu, ít con đủ sống nhiều không được. Rồi em, tại vì em ở xa, em tới đây em tìm hiểu thì em cũng không biết anh chị là có vấn đề vấn gì không, nhiều khi anh chị cũng vấn đề sao ai biết được. Vậy thì xanh qua hỏi chú chủ nhà với cái cô tập quá kế bên. Nhưng mà thôi em nói là anh chị là một cái sai lầm của anh chị là sinh con quá nhiều đi. Tại vì anh chị còn trẻ mà anh chị sinh con quá nhiều như vậy á, là mình thứ nhất là mình đã không có nơi ở, rồi tự nhiên cái mình sinh con nhiều quá rồi bây giờ thêm một đứa nữa. Mình có thể có nhiều biện pháp mà, cái đó anh em nói thì anh cũng biết. Thực sự anh cũng nhiều biện pháp mà đúng không? Thì nó không có gì hết bởi vì. Ý là em nói thật, tại vì khám hơi xa. Mình có nhiều biện pháp để ngừa mà, tại sao mà mình chủ quan như vậy? Bây giờ thật sự là thấy mấy đứa nhỏ nheo nhóc rất là tội nghiệp luôn. Đó. Rồi cái chỗ đó là coi chừng là mấy đứa nhỏ con anh đó là nó đi xuống sông nguy hiểm nha, gào nó lại nha. Có gào kìa. Rồi mấy đứa con anh vậy rồi tối thì sao ngủ? Cái giường này sao ngủ hết? Tôi với thằng trai đây. Ngủ dưới hả? Rồi mẹ con nó trên này. Được hai chỗ ngủ. Này giường này cũng ta cho nè. Còn cái thằng Tài cũng có chú chủ nhà cho đó. Bây giờ hồi xưa là túp liều tranh mà bây giờ không có túp liều tranh mấy đứa con sống không nổi đâu. Bây giờ thời buổi giờ là nói chung là cũng phải có điều kiện kinh tế, mình phải sinh con nhiều, mình sinh con như vậy rồi mình lo không được cho tụi nó, tội nghiệp tụi nó. Anh mỗi ngày công việc anh thế nào? Có ổn định không? Cắt tóc ngày được nhiêu tiền? Nhầm bữa. Như nay là được cũng được hai khách cũng được 50.000. Rồi nhầm bữa thứ bảy chủ nhật thì cũng đông. Hồi xưa anh chị sao không đi lên Sài Gòn Bình Dương là làm đi sao ở đây chi vậy, làm không đủ sống rồi mình làm đây chị. Mình phải tìm cái công việc nào nó phù hợp, nó có thu nhập ổn định chứ. Có con nhỏ sao đi được xanh. Lúc trời ơi ở trên Bình Dương ông anh của em kìa, ông lên Bình Dương ông cũng gửi con vậy rồi đó. Gửi con nhà trẻ vợ chồng đi làm công ty xí nghiệp. Mình trốn đi có tiền đâu, không có tiền. Là sao anh? Thì em cũng khổ. Là sao? Lúc đó mình đi rồi đâu có tiền đi. Trời ơi, tiền đi Sài Gòn có 100 mấy 200 ngàn, không lẽ không có tiền đi anh, giỡn hoài. Là mướn nhà. Tôi nghĩ lên trển thì chắc rồi, ở đâu nhà, con đồ. Mình ở đâu? Ở nhà trọ, mướn nhà trọ. Mướn nhà trọ. Lúc đi đâu có tiền đâu, đâu xanh. Rồi mới nghĩ tới là nói như anh chị chắc giờ không ai đi Sài Gòn luôn á. Anh chị
phải là tìm một cái cách nào đó chứ không lẽ mình nói như vậy được. Không biết à, đầu tiên mình không có tiền cứ đi xa rồi mới nghĩ về phía bên vợ để có ở được, ở không được rồi mới mướn nhà gần ở đó, mướn nhà trong đây thì nó rẻ mà cũng không nổi nữa, mướn có 300.000 à, mà mướn cũng không nổi. Thấy anh chị hồi đó cũng cưới hỏi là thấy cũng hoành tráng đó, chắc hạnh phúc đó, hình này chắc cũng mấy năm rồi đó, cũng có cái studio đàng hoàng nhá. Nếu mà anh chị là không có phải là cũng như là mình chủ quan vụ mà con cái, hoặc là mình tìm cái nơi phù hợp, em thấy có cái nghề như anh chị nếu mà lên cái vùng như Bình Dương đồ là mình làm là chắc được á, tại đó đông công nhân hơn. Thì anh chị làm Cần Thơ cũng có thể, nhưng mà em không có biết là cái rõ là cái mầm móng anh chị đã thiếu nợ anh chị em xã hội tới mức độ mà chạy tới cỡ này. Đang đối diện với Cần Thơ nè, Cần Thơ sẽ người sẽ xem nè, họ sẽ xét luôn nè. Thì giống như cái nợ đó thì mấy anh chị tôi đã thiếu đó, thì giống như cho tôi để lại đi, rồi khi mà tôi mần, khi tôi mần tôi có tiền về, giống như là tôi xin trả cho cái khoản từ tháng gì đó. Tại vì tôi nợ quá, rồi với lại có con nữa, tôi không biết cái đường nào hết, tôi không biết đường nào hết, rồi mới tôi đi lẳng lặng trong đêm. Thấy chị là còn quá trời khỏe khoắn luôn ha, cũng có sức lao động quá trời luôn. Em nói thật, em muốn giúp là em giúp. Cũng anh thấy cái hình lên mấy đứa nhỏ nó nheo nhóc ở giữa cái bến bờ sông này, em rất là tội nghiệp. Cũng nhưng mà có một cái á, là cái anh chị còn vô. khỏe khoắn không có bệnh tật, cho nên rất là khó luôn thật sự. Cho nên bữa nay em thấy hình mấy đứa nhỏ em mới cảm động, em đem bánh cho nó. Chung thấy nè, gió là mỗi lần phải ấy lại nè, nó bay một cái là tóc đó. Gió mưa không đi quay cho Chung coi bão đó, mưa gió này gió lớn lắm, tại mình phải có to luôn rồi, nó là cao su. Tại đây là mình cấp cái này nó rồi bây giờ mỗi ngày là mình cứ như vậy, mình trông chờ là coi như là để mà thế nào, có nghĩa là mình chờ tới một ngày nào đó thế nào không, để mình phát triển ra không, hay là sao, là mình cứ như vậy hoài. Bây giờ nếu mà giả sử ngoài cái em bé mà đang trong bụng mấy tháng anh, mấy tháng, 6 tháng rưỡi, nếu mà ngoài em bé đang trong bụng 7 tháng thì cái khó khăn đó thì anh chị sẽ dự tính thế nào cho tương lai cuộc đời mình không, tại mình còn trẻ mà đúng không, còn sức lao động anh chị. Chứ là nhìn anh chị rất là sáng láng luôn nha, chứ không phải là giống như những hoàn cảnh khác khờ này nọ đâu, anh chị rất là sáng láng. Bây giờ sao chị? Chị nói đi, sao đi ra sức ngoài chợ tìm một cái nơi đông người hơn để mình có thể hoạt động cái nghề của mình tốt hơn. Để sao, nhưng mà có cái điều đó là ta kêu đặt cọc tiền nhà 6 tháng rồi tiền nó đóng xanh, sợ mấy đứa nhỏ đi ra ngoài anh nó không được có điều kiện đầy đủ học, không biết mình làm được hay không. Ra đi ra ngoài kia thì sợ hơn. Nó học không được, tiền học tiền ăn thì nó rất là mắc. Không phải mắc hơn ở đây, ở trường này đủ cái gì. Nhưng mà bây giờ mình cứ ở trong này hoài thì sao phát triển, lương này sao đủ sống chị? Chứ bây giờ mình không có mình, anh chị không có phấn đấu là sau này tương lai mấy đứa nhỏ rất là khổ đó. Và trước mắt là em thấy là ở như vậy thì là coi như là mấy đứa nhỏ là mất tương lai anh chị. Đáng lẽ anh chị người ta nói là người ta nói cái gì đây? Người ta guộng bề bề không bằng cái nghề trong tay mà, rồi anh chị nè, cô chú anh chị có nghề nè, có nghề nè đó, có cái nghề cắt tóc nè, có rất là yếu tố để phát triển kinh tế, mà không biết tại sao mà không phát triển nổi. À, anh chị bể nợ là chạy trốn chạy ngày hôm nay là tới đây là em cũng không có biết rõ nội tình của anh chị. Anh chị chỉ nói là cái lý do là do anh chị là con đông, mà em nghĩ rất là nhiều gia đình con đông họ vẫn đi làm được, tuy rằng họ không giàu thiệt nhưng mà ít ra họ cũng nuôi con được, không có đến nỗi mà chạy trốn anh em xã hội mà vô trong khu này mà ở để mà trốn. Có nghĩa là anh muốn vô trong này anh trốn hay là do là ở đây luôn? Lúc đó đường ấy không có tiền bạc hết, mới nghĩ về quê vợ ở rồi để đỡ tốn, không có tiền mướn nhà, nhưng cuối cùng ở cũng không được, phải đi mướn nhà. Rồi giống như người ta cho mình trả có 300.000 thôi, người ta cho mình trả cuối tháng, có khi cũng không có tiền đóng. Mà bây giờ người ta lấy nhà là người ta cho người khác mướn rồi. Ở 2 năm rồi đó mà anh chị cũng không có phát triển gì luôn rồi. Chứ ở đây tại chỗ. Cô chị mai cái gì dưới này đi, làm gì dưới này đi, cho đó quần áo đó chung. Quần áo người ta cho hả? Cho quần áo cũ đó. À, cũ đó. Tưởng đó anh chị là có may đồ hay gì chứ? Anh chị đi làm móng thôi, thường ngày đi. Thường ngày chị đi làm móng hả? Đi làm móng ở đâu chị giờ dạo dạo hả? Đi làm móng dạo thôi nè. Mà cái khu này ít nhà lắm sao? Đi rất là xa. Thì giống như nữ làm, ta làm những người 2 tuần, có người 1 tháng. Quay chạy tới chạy người ta điện mình tới vậy đó. Có dòng người
xa quá ta làm được thì mình phải đi đi tới chỗ. Chị cho em hỏi là giống như chị là phụ nữ mà chị có bốn đứa con rồi sao chị không có biết được, không có ý thức được giống như là mình để dính bầu với chị. Ví dụ như đàn ông để họ không có nghĩ chủ động được, ví dụ mình là nữ chị không có kinh nghiệm được hay sao mà để giờ khổ đó. Biết là mình bị u nang nhưng mà không nghĩ là mình có dính bầu, tại vì bị u nang là bị từ lúc sanh thằng nhỏ là phát hiện là bị hai nang, u hai nang rồi, hai nang hai bên rồi, bác sĩ nó khó dính bầu lắm. Thành ra trong cái việc người vậy, cũng chủ quan nữa. Giờ chồng mình buông luôn, nhưng mình để cũng không có buông nhưng mà luôn. Không có giống như là hơi chủ quan, cái đó là hơi chủ quan thiệt. Mà tại em, vì anh suy nghĩ là nó. Dạ. Anh chị biết sao không? Tại vì là anh chị là vợ chồng là coi như tương đối tuổi đời là cũng không phải là trẻ, cũng không phải là già, nhưng mà cũng là cứng cáp, không phải là mấy đứa nhỏ là khoảng hai mấy. Đó cho nên thì em thấy anh chị là đáng lẽ là có một cái kinh nghiệm. Chị là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 90 hả? Đó, chị sinh năm 90. Đó, rồi anh thì kinh nghiệm nhiều, anh 77 hả? 77 anh có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái chuyện mà gia đình luôn á. Mà anh để như vậy rồi bây giờ khổ mấy đứa nhỏ. Thật sự rất là đáng tiếc luôn. Rồi bây giờ bé lớn là bé nào? Bé lớn là bé trai hả? Bé trai đấy. Đi học lớp mấy rồi? Học lớp 3. Lớp 3. Rồi bé này? Lớp 1. Lớp rồi. Thằng này mới hai mấy tháng hai mấy còn tháng, nhà chưa hai đi mấy học tháng về bầu nữa. Rồi bây giờ là còn hai tháng nó sinh rồi đó chị, hai tháng nó sinh rồi. Bây giờ trong tình cảnh này người ta nói là giờ là nheo nhóc, con cái nheo nhóc luôn á. Thế anh chị cũng sáng láng quá trời luôn mà. Vậy là mình sống ở Cần Thơ được bao nhiêu năm anh? Thì giờ mình sống ở Cần Thơ được bao nhiêu năm anh chị nói cho em nghe. Em ở Cần Thơ theo ông bà luôn. Ông bà ở Cần Thơ luôn. Rồi mình hồi đó mình thanh niên mình làm gì, mình không có thể lập nghiệp hồi trẻ mà anh hồi anh chắc là lập chưa... gia đình trẻ mà đúng không? Đúng, gia đình hồi trẻ. Hồi trẻ anh làm gì anh? Hồi trẻ là chưa có học nghề hớt tóc này. Tới 30 tuổi mới học. Hồi đó chạy xe ôm. Rồi chạy xe ôm rồi tôi làm đủ nghề, tôi bồi bàn. Bồi bàn. Rồi khi tới xong tôi hớt tóc xong rồi cái mới gặp vợ lên chảnh mới đi học nghề cái này nghề, vợ anh làm nữ. Móng anh cắt tóc kết hợp với nhau là thấy là tương lai sáng rồi đó. Thì lúc là hai đứa này nè là thấy có thể ướm mướn nhà đồ ổn lắm rồi tới mới tới đứa này. Nhưng mà anh có biết là anh khó khăn ở tại sao mà anh cứ để cho sinh con dễ dàng gì? Em nói không nói đứa này nhưng mà vợ cái bạch này mà em nói bé kia kìa. Ví dụ anh đẻ hai đứa rồi hay là chờ một đứa chờ kinh tế ổn định mà. Tại sao mà mình phải để vậy chứ? Đầu tiên thì hai chồng làm cũng ok lắm. Đầu tiên nhìn làm ok lắm. Làm ok lắm tới chừng lúc mùa dịch bắt đầu chưa là đưa cái giấy là cấm làm. Rồi. Và trong khi đó mình đang mướn nhà. Rồi. 4-5 triệu một tháng rồi con gái đang đi học lưu vô. Rồi thành ra là mới dưới nhiều hoàn cảnh nợ nặng như vậy đây đó. Nên chị nói chung là ăn uống chắc không có khổ sở đâu phải không? Cũng có đủ no đúng không? Tùy không thì tùy bữa. Bữa nào có tiền nhiều thì ăn nhiều. Không có thì ăn. Không mà gạo chắc cũng có đầy đủ mà đúng không? Thì gạo không thiếu cũng nhờ bà con cho. Nói chung là làm có tiền, thì đó, lâm trường cho. Nhiều khi mình ăn xài lớn quá cũng không có dư nổi đâu, nhiều khi mình làm mình không ăn xài lớn đâu. Mua thiếu cô tập quá đó. Mua thiếu tập quá hả? Mua thiếu tập quá. Xong rồi chuyện gì mà con nít thì không có để cho nó thiếu nó đói thì nhiều được. Thành ra cứ có tiền rồi. Rồi bây giờ giả sử như bé này sinh ra mai mốt lại vỡ kế hoạch tiếp rồi sao? Tại vỡ hết đứa rồi mà anh chị cũng lớn cũng vậy mà không. Chuyện này kế hoạch luôn. Kế hoạch là kế hoạch sao? Kêu bác sĩ làm luôn. Kêu bác sĩ làm. Nói hoài cứ nghĩ như u nang hoài là ấy. Rồi cái tới chừng ấy ra. Cái nó chuyện phụ nữ rồi tôi nam tôi sao quá. Anh lớn tuổi hơn chị rất là nhiều, đáng lẽ anh cũng có kinh nghiệm á, anh phải. Tôi khờ lắm. Sao khờ? Tôi có gia đình trẻ nhưng mà cái chuyện này tôi không biết. Khờ hả? Không, anh khờ mới lên học được nghề nghiệp chứ. Anh sống Cần Thơ mấy năm mà sao khờ được. Không, còn trong chuyện này tôi không có biết chuyện cái này. Tôi cứ nói gọi là vụ kế hoạch từ giờ tự ấy nha, không cũng biết à. Thế anh cũng xài điện thoại cảm ứng rồi quá trời mà cũng biết chứ, trên mạng giờ đầy chứ. Rồi mình thắp nhang mỗi ngày là mình thắp nhang là cầu nguyện gì vậy? Thường cây ngải cầu là nguyện. Cầu đất khắp đó. Hả? Người ta dạy cầu cây ngải đất khắp. Có cây ngải cầu đất cho đất khách hả? Ừ. Ủa là ngải này là ngải gì? Ngải thường vậy đó, nhưng mà chung chung có kiên có thiên đó.
Ờ vậy hả? Như nè, tôi tụng kinh xanh, tôi tụng kinh dự pháp liên hoa nè. Với, anh đã tụng kinh hả? Đêm là chú Đại Bi á, là sanh tụng 2 giờ à. Rồi kinh dự pháp ấy, kinh kinh ấy đó ấy địa phương chia sẻ coi như là một cái sự bất ngờ. Rồi vậy thì em được chị gái ở kế bên chia sẻ là giống như là cái hoàn cảnh mình á, mình tới đây bà con xóm giềng giúp mình thì sao mà mình để xảy ra những cái gì đó nó không có được mất tình cảm địa phương anh chị em vậy. Nhưng mà hồi đó là anh có ăn chơi nợ nần gì không? Sao mà giữ không ăn chơi. Tôi đối diện với người Cần Thơ. Tôi đang đối diện Cần Thơ mà chung. Ê, em xanh. Vì con Nhưng mà những gì anh nói là anh hoàn toàn đúng sự thật. Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm phải không? Anh chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm phải không? Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi tôi chỉ có thứ nợ nần tôi sợ lắm. Tôi sợ tại họ hâm họ ấy tôi phải đi ra đi. Còn đến nhiều chỗ thì giống như Trung hỏi tôi tâm sự. Thì dặn đừng chơi con tôi. Nó nhiều lắm. Tôi lên tôi không nói tên người nào nghe xanh. Xanh coi mình không có nói tên mình tôi không nói tên người nào. Mình không nói tên mình đâu có sao đâu. Thì là mình tới tên Nguyễn Văn A sinh năm bao nhiêu, chứng minh bao nhiêu á mình coi cái clip lại. Tôi không nói tên này. Dạ, vậy là có người quay rồi mâu thuẫn vậy. Vậy là bắt gỡ. Tôi không phải tôi gỡ. Tôi sợ nợ nần tôi gỡ không tin xanh cứ hỏi chung. Chứ tôi không sợ cái vụ này. Với phần cái người nhắc đó cũng phải người bên đó nữa. Cái người đó nói chuyện không có nói chuyện, không có tới thì không. Nghĩ chẳng lẽ. Nhưng mà em nói nghe nè. Chị nói là cái vạc anh chỉ cho với chị nói cái vạc chị cho với lại mấy cái này simili rồi chị cho mà sao cái này là từ cho chú Sáu Hùng đó đó. Không tin hỏi chú Sáu Hùng. Rồi ở bển để ngoài mục. Rồi cái tôi qua tôi xin chú Sáu chứ tôi không biết là của cái chị bên đây. Chứ không phải chỉ cho đâu. Lâu mục để phía sau qua hỏi chú Sáu hôm qua bệnh á. Vậy mà cũng khó chứ chị không có cho đâu. Tôi không biết của ai tại tôi mới đến đây mà xanh. Rồi tôi thấy mục có bệnh để mục gì đó. Rồi tôi không có tôi qua chứ chị không có cho tôi. Hỏi đây đi. Hỏi chú Sáu. Mới nào ra thì cũng giúp cho câu điện nha. Giúp câu điện xong. Cái Tết. Nói chung sự 2 tháng rồi đó cái Tết. Rồi xong cắt lại. Cắt điện cũng nhờ chú Sáu. Cũng nhà không tin qua hỏi. Nhưng mà nói ngớ nè, ví dụ mình ở xa tới á, mình gán mình chịu thôi cái chuyện đó chịu ấy đi chứ nhiều khi mình lấn lướt người ta ở đây người ta không người ta cũng đâu có chịu tôi thua mình cô thua anh chi xanh. Hả? Tôi đâu phải người ở đây. Yeah. Sao tôi dám tôi lên tiếng làm sao đụng lại người khác xanh. Yeah. Tôi người vô gia cư nhưng mà em sao? Nghe chị gái nó nói là chị là có gốc gác có đất đai rồi sao là sao chị chia sẻ ơi anh chị nó mới nói tức thì đó thì có cha mẹ trong này nè thì cũng có nhà cha mẹ thì cũng có nhà nhưng mà ở chung không được thì đi ở nhờ đi ở chỗ không được là nguyên sơ ở chỗ không được còn chị còn em út nữa mà nói chung là hoàn cảnh khó lắm không có giải thích được không có giải thích được hả nghe nói gia đình có gốc rồi cũng có nhà cửa ok lắm á chị gái chị nói là chị sẽ chịu trách nhiệm kìa chị nói sao có sao chị nói vậy kìa thì em cũng có xong nói vậy mà nãy em nói là quê em ở đây mà em có nói cho anh phải không là quê em ở đây không có tiếng tăm ở khu vực này mà là nhà cha mẹ đang ở rồi còn thằng em với chị thì cũng không có nhà ở chung hết luôn rồi về ở chung rồi tội nghiệp bây giờ em nói thiệt trong bụng em là anh chị nói em hiểu với lại xóm giềng nói một phía nữa cho nên thì em thương mấy đứa nhỏ nhưng mà anh chị nói thì một phần nào em cũng đồng cảm nhưng mà có một cái là em ở xa tới đây rồi bây giờ xóm giềng nói như vậy bây giờ nếu mà giả sử em giúp đi thì cộng đồng mạng cũng chưa chắc thì hài lòng đó cho nên bây giờ thế này đi bây giờ em xin chia sẻ với anh chị tốt nhất là bây giờ anh chị ở đây thì thôi xóm giềng mình hòa nhã với nhau đi mình đừng có hơn thua nhau làm chi lỡ tiếng lại coi như người ta nói gì mình nhịn đi hen vậy thôi rồi bây giờ khi nào mà mình đủ duyên hay là mình có cơ hội nào đó mình có thể tìm một nơi khác mình ở mình sống cho nó đúng cái nơi là coi như an cư lạc nghiệp mình tỏa sáng với cái nghề của mình đó thì em nói như vậy rồi xong á anh chị là coi như là có thể là sinh con hay là gì đó mình phát triển tương lai còn mình cứ ở đây như vậy mãi xóm giềng người ta cũng không thích mình rồi mình cái cơ ngơi cái nơi làm việc của mình cũng chẳng có ổn định gì hết cũng có cái doanh thu cũng có phát triển được đâu cho nên thôi bây giờ mình gán qua cái giây phút rồi đi còn bây giờ em để lên trên mạng để coi cộng đồng mạng em chắc chắn em để trên mạng thì chắc chắn khán giả sẽ bình luận hoàn cảnh này có nên giúp hay không nhưng mà ít ra thì em tới đây em chia sẻ với anh chị như vậy
đó, tại vì do một chị gái chị xuất hiện chị nói như vậy thì làm sao mà em mà không có hoang mang được, đúng không? Rõ ràng ví dụ lúc đầu em muốn giúp anh chị nhưng mà em cũng phải hỏi, bây giờ chị gái nó chủ động nói như vậy, nói với cho Sanh nghe nè, thì hồi đó giờ em biết không thích thiệt, nhưng mà đó giờ chưa có gây cái chuyện gì để mà xích mích để mà cự cãi hay là cái gì hết, cái gì cũng nhịn hết, anh nhịn hết luôn đó, không nói thế nào. Tôi không nói, tôi là người yếu thế mà Sanh nói đây có ai thấy chứ không phải là cố tình gây chuyện xâm kiện đâu. Nói đừng có hỏi chị, đúng biết đó là không có cự lộn nha, chị không cự lộn, không nói là thế nào. Thì chị đang nói về cái chương trình mà cái nãy Cưng nói là sớm ghiền đó. Dạ. Là ở đây đó, là không có cái gây lộn, cự lộn với một ai hết. Ai nói gì cũng nhịn. Nhịn xong để đó. Cái gì người ta nói đúng á thì mình sửa. Chứ không có bao giờ mà gây lộn với sớm ghiền hay là làm gì mất lòng ta. Tại trong thích mình thôi. Dạ. Thì bây giờ nè, kính thưa tất cả các chú anh chị, thì bây giờ thì câu chuyện của anh thì như vậy. Em tới thăm thì em đã nghe chị gái đó chia sẻ. Nhưng mà chị gái đó chia sẻ cũng là một thông tin bổ ích cho em chứ không phải không bổ ích đâu. Em cũng cảm ơn chị gái đó nói, chị ấy nói là chị gái là sẵn sàng là coi như là coi như là chị là chịu trách nhiệm với lời nói của chị luôn á, chị nói là sự thật. Cho nên thì em cũng không biết thật hay giả nhưng mà em vẫn ghi nhận. Nói chung là vợ chồng anh chị là cũng là một cái ẩn số, là nếu mà đưa lên thì có mùa hai chiều, một chiều là sẽ không đồng tình và một chiều là sẽ là thương anh chị, là coi như là anh chị cũng tới đường cùng rồi. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay thì em tới đây em chia sẻ với anh chị là em không có dám mà chích tiền hay là mạnh thường quân gì giúp đâu, nhưng mà thôi, cái này là cái tiền cá nhân của em nè, em gửi cho anh chị mua một bao gạo, hai bao gạo. Cái này là cái phần em giúp em, cô chú chị Sanh sẽ chích tiền của Sanh mua gạo cho mấy đứa nhỏ ăn, thì coi như là cái này là cái tấm lòng của Sanh đi. Còn hoàn cảnh của anh chị thì Sanh không thể nào chích tiền của Mạnh Thường Quân hay là như thế nào để cho coi biết khán giả. Sanh chắc chắn là khi mà Sanh đưa clip này lên là xóm giềng sẽ gọi cho Hoàng Sanh góp ý đó. Sanh vẫn chờ cái câu trả lời của Mạnh Thường Quân khán giả. Đây em đi từ cũng xa tới đây hen. À, cũng vượt anh biết rồi đó, mấy cánh rừng mới tới đó, rừng đây rừng tràm á, nhưng mà em tới đây em tìm hiểu câu chuyện anh chị là em tội nghiệp mấy đứa nhỏ, thì em cái câu chuyện anh chị á thì em cũng là nhờ có chị gái bên cạnh, thì nên em để em cái cách nhìn từ hai chiều chị có chia sẻ nãy. Nhưng mà có một cái là em thấy anh chị cũng một cái đường cùng, nói chung là em hiểu hoàn cảnh của người nghèo người khổ, cho nên thì cũng khó xử cho em lắm. Một người làm thiện nguyện nó có cái luồng hai chiều, nên thôi cứ tạm là để đây để cho khán giả góp ý. Nếu mà em cảm thấy phù hợp thì em sẽ liên hệ lại, còn không thì coi như là mình không có duyên ha, anh chị tìm một cái cách khác ha. Đó rồi, bây giờ cái này là em gửi cho anh chị là số tiền 500.000 để anh chị mua gạo cho đứa nhỏ ăn ha. Cái này là tiền cá nhân của em nên không có sao hết nha. Chúc anh chị mọi điều tốt đẹp. Rồi bây giờ em chào anh chị ha. Bây giờ vậy đi, anh chị cứ bình tâm đó, rồi để xem thế nào. Ok, rồi chào các con nha. Rồi kẹo chú cho ăn ngon không? Ngon không? Kẹo ngon không? Dạ. À, cũng tội nghiệp với đứa nhỏ quá. Thì em nói gì đó thì bây giờ cuộc sống thì mình cũng Sanh cũng không có dám chích tiền, nhưng mà Sanh thấy ảnh khổ quá, Sanh giúp gạo cho ảnh. Tại vì đường xa quá em không có mua gạo được anh. Anh mua gạo giùm em hen. Hiện giờ cái cảnh tôi khổ như vậy vì con cái. Xin cho tôi nợ lại đi. Tôi không có giật đâu. Một ngày nào tôi sẽ trở về quê. Tôi trả cho các người. Hiện giờ tôi cũng đang đường cùng cảnh khổ rồi. Tôi đang là người vô gia cư, mà vợ thì sắp có bầu, sắp đẻ, 2 tháng nữa đẻ rồi đó. Thì em cũng chúc cho anh mọi điều tốt đẹp, gắng lên đi. Nhưng mà mình kinh nghiệm đừng có sinh đẻ nhiều quá. Với lại xóm giềng thôi, mình nhịn được gì mình nhịn ha. Như là mình dù gì mình thua thiệt người ta thời gian này đi cũng đâu có mất mát gì đâu. Với lại nhiều khi người ta giận mình cái lúc này thôi, chứ nhiều khi người ta coi, người ta cảm được, người ta sẽ không còn giận mình nữa đâu. Cho nên thì thôi, thật sự là con người mình á, cho dù ai trong bụng dạ người ta giận hờn gì nữa, nhưng mà đâu đó cũng còn tình người, anh yên tâm đi. Biết đâu chị, anh chị trong xóm giềng hay là những anh chị khác có thể thấy được cái tội khổ của mình, thì em tin chắc rằng không có ai mà lạnh nhạt tới mức độ này đâu. Đấy, vậy em chào anh nha, anh mua gạo cho con anh đi. Chúc Sanh khỏe mạnh, dạ, để đi cứu giúp nhiều cái cảnh khổ giống tôi và khổ hơn tôi. Kính thưa tất cả các chú anh chị, thì Sanh tới đây Sanh tìm hiểu ảnh về chồng anh chị. Rồi bây giờ thì chị gái nãy có góp ý thì Sanh để cô chú anh chị có thể bình luận dùm cho Sanh. Rất là tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Thì khi mà ảnh gọi điện cho Sanh tới thì Sanh thấy những cái hình ảnh của mấy đứa nhỏ, Sanh rất là xót.
Cho nên thì hôm nay thì Xanh đã gửi cho ảnh số tiền nhỏ nhỏ, tấm lòng của Xanh để mua gạo cho đứa nhỏ. Nhưng mà sau khi mà giống như là được chị gái lúc nãy là có đi ngang, có gợi ý cho Xanh đó là coi như làm gì phải tìm hiểu cho kỹ. Thì sau khi mà Xanh đi tìm hiểu bà con xóm giềng xong, thì bà con ở đây cũng nói là lúc đầu tới đây cũng thương ảnh lắm. Nhưng mà khi mà địa phương cũng tới xác minh là ảnh là coi như là cũng có quê gốc gác trên Cần Thơ, mà nghe nói là ảnh có ăn chơi, cái này là xóm giềng nói thì Xanh không biết. Cho nên thì xóm giềng có nói Xanh thì trường hợp này là cũng không nên giúp. Cho nên thì sau khi Xanh hỏi xóm giềng xong thì Xanh thì ở xa, thì xóm giềng nói gì thì Xanh cũng ghi nhận. Cho nên thì xin lỗi cả nhà nha, tại vì bà con xóm giềng này người ta cũng lên tiếng nhiều lắm. Xanh đi vòng vòng nãy giờ nhưng mà Xanh không có tiện quay phim đó. Thì cảm ơn cả nhà đã xem kênh, coi như là cái đó là cái duyên cái phước của ảnh thôi. Coi như là xóm giềng có chia sẻ như là ảnh tới đây nhưng mà ảnh cũng được giúp đỡ. Nhưng mà nhiều khi sống đây rồi người ta tìm hiểu xong rồi người ta biết người ta cũng mất đi cái tình thương. Nhưng mà Xanh thật sự Xanh tội nghiệp với đứa nhỏ. Nếu của chú anh chị nào có thương có giúp á, thì tới giúp thì cứ giúp. Thì cái điều đó là Xanh cũng không có dám nói gì, nhưng mà bản thân Xanh thì không có dám làm gì câu nói, tại vì xóm giềng cũng không có đồng tình cả nhà. Bây giờ cảm ơn cả nhà, xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.